Còn về phía là hai vợ chồng là buổi tối là ôm đây ngủ à? Vâng. Nên là sau này mà vợ mà đẻ nữa thì ngủ ở đâu nữa? Ngủ dưới đất à? Vâng. Thế sau này vợ đẻ là ngủ dưới đất này thôi à? Vâng. Ở trên kia thì để rơm để làm gì đấy hả chùa? À, Min, à Quynh. Trên kia trời mưa to thì mưa cũng ra vào. Thế là mưa là nó bị chảy sang bên kia à? Vâng, nó bị chạy sang bên kia để. À, thì là bắt buộc là mình phải làm như thế này à? Vâng. Cháu Lực xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh nhà bạn em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực lại nhận được một phần quà của bà Vương Kim Thanh là gửi tới cho gia đình của nhà em Min của bác ạ. Và phần quà thì hôm nay là cháu Lực là đem lên tới đây rồi các bác ạ. Trước khi mà đi vào thì cho cháu Lực xin được gửi một lời cảm ơn tới bà Vương Kim Thanh rất là nhiều. Cảm ơn bà đã luôn luôn yêu thương những cái hoàn cảnh còn khó khăn ở trên vùng cao. Và rất là may mắn khi mà kênh bản em được sự đồng hành của bà Vương Kim Thanh là trên những cái chặng đường mà đi làm thiện nguyện. Bà Vương Kim Thanh thì là ở bên nước ngoài của bác ạ. Và lúc nào bà cũng luôn luôn có một cái trái tim hướng về những hoàn cảnh khó khăn ở trên vùng cao của bác. Thế còn bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi video và cùng cháu Lực đi gửi cái phần quà tới cho gia đình của nhà em Min của bác nhé. Đấy, các bác nếu mà trong thời gian vừa rồi các bác có theo dõi được những cái video ấy thì các bác không không có xa lạ gì tới hoàn cảnh của nhà em Min cả. Và nhà em mình thì có khá là đông anh em của bác đấy, nhưng mà tuy nhiên thì là trong đó thì có những bạn thì là sau khi mà bố là lâm bệnh nhá là đã phải tạm gác cái việc học đấy để mà chữa bệnh, để mà cùng để mà gọi là chữa bệnh cũng như là chăm sóc cho bố khi mà lúc mà đang bị ốm này, nhưng mà không may là bố cũng không có khỏi. Bố các em là bị gan của bác ạ. Ba anh em thì cùng với lại mẹ thêm là một bạn gái nữa là vợ của Quỳnh là ở trong một cái ngôi nhà mà phải nói là nhìn từ phía bên ngoài vào ấy thì hầu như nhìn có vẻ như rất là kiên cố của bác. Thế nhưng mà ngược lại vào trong đó thì khi mà đi vào ngôi nhà đấy phải nói là một ngôi nhà ở trong thì hầu như là làm cái gì cũng đều sinh hoạt ở đấy cả. Một ngôi nhà rất là chật chội và rất là chật hẹp. Đấy, ra khu bên này là cái chỗ mà đây là gọi là rửa bát cũng như là tắm giặt là ở chỗ này hết luôn các bác. Hầu như là đi vào thì cháu Lực không nhìn thấy là có một cái ngôi nhà tắm cả. Theo các em kể với cháu Lực thì rằng là đến lúc mà tắm ấy thì là đợi đêm muộn là không có ai đi qua thì mới dám tắm ở chỗ này các bác. Hôm nọ lên thì cháu Lực cũng có mua lên dầu gội này, không biết là dầu gội các em thì còn không. Bố các em thì cũng mới mất thôi. Ở đây thì có những cái bó củi ấy là hàng xóm, là lúc mà bố mất ấy là hàng xóm là lấy củi ra coi như là hộ. Chú à, Quỳnh à? Mình ở nhà thôi à? Cùng vợ à? Ôi đây là đậu tương à? Đây là nhà, hôm nay nhà mình trồng nhiều không? Thế cái này à? Rồi, anh chào Quỳnh nhá, anh cho Quỳnh đeo một cái này. Anh chào anh ạ. Quỳnh thì là một thanh niên mà phải nói là nói chuyện là rất là nhỏ nhẹn các bác. Quỳnh gửi một lời chào tới các bác này Quỳnh. Con chào. Cảm ơn bà. Con chào con bà. Con chào các cô bà. Rồi, thế một mình em nay ở nhà thì làm những công việc gì ấy? Nay làm. Hôm nay là đi làm những công việc gì? Nên cũng làm công việc cũ thế. À, cũng làm công việc cũ là hàng ngày của mình làm thôi đúng không? Đúng. À, thế là cái này là ai đi lấy về ấy? Vợ đi lấy về thôi ạ. Vợ đi lấy về à? Vâng. Bây giờ anh vào nhà
nhà mình một nhà Quỳnh một chút nhỉ. Vâng. Vậy phải nói là cái chỗ mái hiên này là rất là thơm của bác ạ. Chỉ mới bằng là đến đầu của em mình cao hơn một chút thôi. À em trụ em Quỳnh. Cái cánh cửa vào thì gọi là chỉ có lọt một người thôi. Ồ thế là hai vợ chồng là nay là đi lấy củi về à? Vâng. À đây là vợ của Quỳnh đúng không? Đúng. Ông nọ Quỳnh bảo là vợ năm nay được bao nhiêu tuổi nhỉ? Được 16 tuổi, 15. Được 16 tuổi à? Vâng. Ồ thế là 16 tuổi là à, lấy chồng đấy nhỉ, là các em mà lấy nhau thì là được bố mẹ là sắp xếp của bác ạ. Vợ Quỳnh có bận bận làm gì không? Bây giờ... À? Có bận làm gì không? Ra đây ngồi nào. Vâng, như là cháu này. Hãy ra đây ngồi với Quỳnh nhỉ. Cháu nó làm có bận làm gì không? Có vẻ như là nhìn vào khuôn mặt của vợ là rất là chín chắn nhỉ. Vâng. Vợ em là tên là gì? Vâng. Hả? Tên Vâng. Tên Vằn á? Vâng. Thế là hai vợ chồng năm nay ai cũng khá là trẻ nhỉ. Thế là bây giờ là có em bé được mấy tháng rồi? Chắc là được 8 tháng. Được 8 tháng thôi à? Thế là cũng sắp đẻ rồi nhỉ. Đẻ như này thì có tiền để mà mua sữa hay là mua bỉm không? Có, đua để sau ấy. Đẻ xong mới có á? Thế nhưng mà bây giờ cho anh hỏi hai vợ chồng thì có tiết kiệm được một chút tiền nào không? Không. Không à? Thế là đến lúc mà đẻ thì mình lấy tiền đâu ra để mua 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 tá này, mua sứa này. Có nghĩ đến vấn đề đấy không? Các em thì có vẻ như là chưa nghĩ đến vấn đề đấy cả cô bác. Thế nhà bạn gái này, nhà em gái này là nhà ở nhà ngoại bên kia có đông anh em không? Có bao nhiêu người ấy? Có hai em gái nữa, một em trai. À hai em gái một em trai à? Vâng. À có vẻ như là các em là khá là đông nhà ấy. Em là biết nói tiếng phổ thông nhiều không? Không. Không à? À thế là chúng chỉ biết là nói một chút chút thôi à? Vâng. Em học hết lớp mấy? Học hết lớp 9 không? Không, học hết lớp 6 rồi. Học hết lớp 6 à? Thế là học hết lớp 6 là ở nhà à? Vâng. Thế là trước là bố là đi ăn hỏi à? Vâng. À tại hôm nay thì lên thì mẹ thì đi đâu rồi? Không biết luôn, đi lấy cỏ về cũng thấy mình đi lấy cỏ. Thế em mình anh mình nói mình về hỏi lúc đấy mình về không biết nó đi lấy cỏ à, không biết là lấy cỏ à. Vâng. Thế còn chùa? Chùa đi chăn trâu rồi. Chùa đi chăn trâu à? Vâng. Thế là có mỗi hai vợ chồng ở nhà thôi nhỉ. Thế thì hai vợ chồng ở nhà thì thôi là coi như là hai vợ chồng nhận cái phần quà này cho anh nhá. Đấy nhá, ở đây là cá hộp là của bà Vương Kim Thanh là gửi cho. Thì trước khi mà đi vào mở ấy, thì em gửi một lời cảm ơn tới bà nhé. Vâng. Con xin cảm ơn bà đấy. Con xin cảm ơn bà. Thì bạn gái này thì có vẻ như là chưa bao giờ ít khi gặp nhỉ. Lại ít khi quay bạn gái này thay mặt là mẹ với lại em với lại anh là gửi một lời cảm ơn tới bà Vương Kim Thanh nhé. Có biết nói không? Và con xin thay mặt gia đình cảm ơn bà ấy. Có vẻ các em là rất là ngại đấy, từ từ đấy. Bây giờ nói theo anh nhé. Con xin thay mặt gia đình cảm ơn bà ấy. Em nhìn ra đây một tí xong nói. Đấy con thay mặt gia đình là cảm ơn bà nhé. Con buồn cười tí nhỉ. Nào tập trung nói lại, nói đúng một câu thôi. Con xin thay mặt gia đình cảm ơn bà. Con xin thay mặt. Nói lại. Con xin thay mặt gia đình cảm ơn bà. Con xin thay mặt gia đình cảm ơn bà. Đấy. Cảm ơn bà. Từ từ nói lại. Con xin thay mặt gia đình cảm ơn bà. Con xin thay mặt. Sắp được rồi, còn một chữ thôi. Gia đình cảm ơn bà đấy. Sắp được rồi, một chữ thôi. Đấy, cố lên, sắp được một chữ. Sắp được rồi. Con xin thay mặt gia đình cảm ơn bà. Con xin thay mặt gia đình cảm ơn bà. Đấy, các em thì đi học đến lớp 6, lớp 5 thôi thì đã bỏ học rồi. Cho nên là để mà nói tiếng phổ thông ấy là rất là còn rất là kém các bác. Quỳnh thì là làm năm nay là được bao nhiêu tuổi nhỉ?
Đưa 17 tuổi. Được 17 à? Vâng. Thế là làm bố là năm 17 tuổi. Còn là vợ thì là 16 tuổi. Vâng. Vợ thì là 16 tuổi. Coi như là tranh nhau có một tuổi thôi các bác. Thế bây giờ thì thật sự ra thì quà ấy thì là để trong hộp hết rồi. Thì Quỳnh là lấy dao mở ra nhá. Mở ra để Vâng. xem là bên trong có bao nhiêu hộp nhá. Vâng. Tại vì là nếu mà bây giờ anh không mở ra ấy, thì là sợ rằng là thí dụ như thứ nhất là bà Vương Kim Thanh, và thứ hai thì là các bác ở trên kênh nói rằng là sợ là anh đưa cho em là cái hộp không, ở trong là không có gì đấy, cho nên là anh hộ em là hộ anh việc này một chút nhá, Vâng. hộ anh là lấy dao bỏ ra. Vâng. Xong rồi. Đấy, phần quà này thì là bà Xong. Vương Kim Thanh cũng có nói với cháu Lực rằng là đó là cá của bác ạ, Nó tôi đó là cá đặt nó từ ơi, không biết là từ một cái một là tay người nào đó, một là hình như là gia đình nào đó người ta làm. Đấy, em mở mở ra đi, mở toang đi, đấy cứ vâng. mở ra đi. À em mở phần dưới đi, mở mở phần dưới đi, ngửa lên, ngửa lên, đấy. Hôm qua là anh mở dưới. Em phải là dùng dao cắt mới được, bởi vì nó là băng dính, qua anh dính chặt lắm. Đấy, rồi xong em bỏ lên trên ghế này nhá, xem là bao nhiêu hộp nhá. Vâng. Bỏ hết vào bao. Bỏ hết đi em, bỏ hết ra ngoài đi, Vâng. xem là trong có bao nhiêu hộp. Có 6 hộp đúng không? Đúng. Đấy, tổng tất cả là có 6 hộp các bác nhá. Và cái này thì là hạn sử dụng của nó là nó chỉ được tầm rơi tầm là 1 tháng thôi, cho nên là gia đình là ăn thường xuyên một chút nhá. Đấy, cái hộp mình ăn hộp nào thì là mình mở hộp đấy nhá. Mình Vâng. chùa nhá. Vâng. À Quỳnh nhá. Thí dụ như bây giờ mình ăn hộp đấy thì là mình ăn hộp này hết rồi thì mình mới mới mở đến hộp khác nhá. Vâng. Đừng là mở hộp này xong rồi đến hộp nọ nhá. Tại vì Vâng. cá này thì là nó đều là nó giống nhau cả thôi. Đấy, có vẻ như là cá này là nếu mà để mà ăn cơm của bác thì nó sẽ rất là hợp và có hơi vị là ngọt một chút. Cá này thì cháu Lực cũng không biết là nó là cá gì các bác. Đấy, thì tổng tất cả là có 6 hộp của bác nhá. Thì cháu Lực cho phép, cháu Lực xin được phép là nói lại qua một chút nhá. Hôm nọ thì là khi mà cháu Lực nhận được ấy thì là em quay phim của cháu Lực là ở nhà là mở ra thì xem là có thiếu là 2 hộp. Đấy, cho nên là lúc mà ở nhà hai bố con bị một chút là thiểu năng trí tuệ của bác, thì cháu Lực cũng có nói lên là có là cho gia đình của mình là 6 là 4 hộp thôi. Đấy, nhưng mà tuy nhiên thì ngược lại đó là 6 hộp của bác nhé. Thì tổng cháu Lực nhận được là 10 hộp và trong đó thì cho gia đình của nhà em mình là 6 hộp rồi. Còn 4 hộp còn lại thì là cho cháu Lực một hộp và cho em quay phim là một hộp. Và 2 hộp còn lại là cho gia đình của hai bố con là bị một chút về thiểu năng trí tuệ đấy các bác. Tại hôm nay thì lên thì cũng lên với gia đình các em thì cũng chỉ là lên để gửi cái phần quà của bà Vương Kim Thanh thôi. Thì cháu Lực cũng xin thay mặt là em quay phim này và bản thân cháu Lực và thêm là hai bố con, thêm là gia đình của nhà em Mìn, em Chùa, em Quỳnh gửi một lời cảm ơn tới bà Vương Kim Thanh. Chúc bà cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Cảm ơn bà trong thời gian qua đã luôn luôn đồng hành cùng cháu Lực. Cháu Lực cũng rất là hy vọng nếu mà như có duyên thì sẽ được tiếp tục là đồng hành cùng tiếp tục là có sự góp mặt của bà đồng hành cùng để mà đi giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn còn là khó khăn một chút của bác nhé. Đấy, hôm nọ thì là có một chút là sự nhầm lẫn ấy thì chắc chắn là sẽ có một số các bác nghĩ rằng là cháu Lực là giấu đi 2 hộp ấy các bác. Thật sự ra cá này thì nếu mà để mà thích hợp nhá là người miền Nam là người ta thích ăn là người miền Nam người ta thích ăn ngọt. Đây cá này thì có vẻ như là có ngọt, cá này thì ăn rất là ngọt các bác, cháu Lực cũng đã ăn rồi. Và ở trên vùng cao thì người ta sẽ bao gồm thích hợp là nó ăn mặn hơn. Tuy nhiên thì là cá rất là ngon và rất là thơm, cháu Lực cũng đã được
À, thưởng thức rồi. Thế thì bây giờ là em cất đi nhá. Đấy, Vâng. cất đi nhá. À, vừa rồi anh thì dặn đấy. Anh Vâng. dặn cho em Quỳnh rồi ấy. Thì là ăn hộp nào thì bỏ hộp đấy nhá. À, Vâng. những cái hộp này thì ăn xong mình có thể tận dụng lại, là để là để lại nhá, đừng có vứt đi, để tránh Vâng. là lãng phí nhá. Vâng. Rồi. Em cứ cất đi đi đấy. Thật sự ra mở ra thì lại để vào đấy, nhưng mà cháu được không mở ra thì không biết là bên trong có bao nhiêu hộp. Sợ rằng là các bác sẽ nghĩ rằng là thí dụ như là bác bà cho là 6 hộp đi, cháu được chỉ cho các em là 4 hộp thôi đấy. Nhưng mà điều đấy thì phải nói là để mà đi làm ấy, thật sự ra cháu được chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy cả, chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy là một lần nào cả. Đi làm cái chương trình thiện nguyện này rất là, phải nói là nó rất là nhạy cảm của bác, chỉ cần sai một chút thôi là cái tiếng xấu nó đi rất là xa và nó kèm với mình rất là nhiều. Người ta nói rồi là lòng tin thì rất là khó lấy lại, nhưng mà để đánh mất niềm tin ấy thì nó cực kỳ là dễ dàng, chỉ cần trong 1 đến 2 câu là có thể là đánh mất niềm tin. Thì cháu Đức cũng rất là mong nếu mà như cháu Đức tiếp tục là cái con đường thiện nguyện này thì sẽ rất là mong được sự đồng hành của các bác, cô chú anh chị là đồng hành cùng trên cái con đường đi làm cái chương trình như này. Thì nếu mà không có các bác đồng hành cùng ấy thì cũng rất là khó đấy. Thật sự ra thì đôi lúc về bản thân cháu Lực ấy thì đôi lúc là được các bác yêu quý là gửi tiền sang cho, có thể thậm chí là số tiền rất là lớn mà cháu Lực chưa bao giờ có ai, chưa bao giờ là ai cho cả, thậm chí là bằng 1 tháng lương hiện tại cháu Lực đang làm ở trên YouTube. Các bác cũng biết là kênh của cháu Lực thì thu nhập hiện tại là khách khán giả xem rất là ít, cho nên là cái lượng thu nhập cũng không có đáng kể bao nhiêu cả các bác ạ. Đủ, coi như là đủ tiền ăn, tiền sinh hoạt, tiền cuộc sống hàng ngày thôi. Cháu Lực không phải là lên trên này than vãn hay là như nào cả, cháu Lực muốn gọi là muốn tâm sự với các bác đôi lời một chút thôi, tâm sự về cái vấn đề mà hiện tại cháu Lực đang gặp phải. Cái này thì em cất đi nhá. Vâng. Chăn chiếu màn này các bác này hầu như là không có còn 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 được nguyên vẹn nữa rồi, vỏ ra đằng vỏ mà chăn ra đằng chăn thôi đấy. Cho nên là sau này nếu mà gọi như là vợ của em có thể là sinh em bé ra thì là bỏ những cái tấm khăn này ra này các bác này, để làm tã này, để làm quấn này. Các bác có theo dõi được là ở trên nhà bé Khánh như các bác, bé Khánh ở trên này, này là mẹ, tên là mẹ là Dung ấy, là mẹ hiện tại đã bỏ đi rồi, là không có quần áo để mặc đấy. Rất là may là cháu được lên chia sẻ thì cũng được là các bác yêu quý gửi tiền để mua quần áo cũng như là gửi quần áo cho, thì không phải dùng là những cái tấm này ấy. Ra phía bên này thì có vẻ như là nồi niêu xoong chảo thì có khá là nhiều đấy, nhưng mà ở nhà các em thì hầu như là đông người ấy, thì là sử dụng nấu cơm lúc nào cũng phải là dùng đến là 2 cái nồi, 2 cái nồi thì mới đáp ứng được. Nên là vừa rồi là cùng vợ là đi lấy cái này à, Vâng. cỏ này à, cỏ này là cỏ gì ấy, mạ thôi mà. Vâng, nhưng mà bây giờ cỏ hay lấy cái này về thôi. À, nhà em thì đã trồng hết chưa? Trồng hết rồi anh. Nhà em thì trồng hết rồi à? Vâng. Trồng trong mấy ngày ấy? Trồng được 3 ngày xong, nhưng mà gọi người nhiều. À, thế là mình là phải đi giả công nhiều đấy nhờ. Vâng. Ở đây thì là em mìn của bác, em mìn là anh cả trong gia đình, là em là người mà gọi là gánh vác gia đình, cho nên là đi ra ngoài làm thuê hầu như là công việc chính của em là đi ra ngoài làm thuê rất là nhiều. Còn em Quỳnh thì hiện tại là vợ thì cũng sắp đẻ rồi đấy, vợ thì sắp đẻ rồi cho nên là cũng ở nhà để làm những công việc ở nhà thôi. Và sau khi mà cháu Lực chia sẻ cái câu chuyện này lên thì chắc chắn là sẽ có một số cô bác nói rằng là nhà nghèo mà tại sao lại lấy vợ sớm ấy các bác. Thật sự ra em thì là được bố mẹ sắp xếp thôi. Bố mẹ thì có một cái tính là cổ hủ từ trước rồi. Nói cổ hủ thì hơi ấy quá cô bác. Đấy, nhưng mà bố mẹ thì là có gọi là cái tính mà muốn con cái mình lấy vợ lấy chồng, có lập gia đình rất là sớm. Đấy, ở đây thì do là nếu như đến thời điểm hiện tại là bố của các em là không mất thì có lẽ là mình, có lẽ là em Quỳnh là vẫn chưa lấy vợ đâu. Vì rằng là bố của em là trước lúc mà ra đi các bác thì là muốn, mong muốn là nhìn thấy là người con dâu của mình
về con dâu của mình, chỉ cần một người thôi là về nhà mình để mà làm công việc cùng với lại thứ nhất là một cái mái ấm cho em Quỳnh, thứ hai thì là cũng là một người phụ nữ để mà cùng mẹ của em Quỳnh gọi là tâm sự hay là bầu bạn hay là có thể là nói chuyện với nhau đấy. Hay sang sang tháng sau nhỉ, sang tháng sau thì là làm bố đấy nhở, có biết từ bố không? Bố Là làm bố ấy, có nghĩa là biết từ làm bố không? Chỉ cần có hay không, nếu mà có thì anh không giải thích nữa, còn nếu mà không thì là anh sẽ giải thích. Em biết từ làm bố không? chắc là mình là có sau Có à? và À thế là coi như là em hiểu nhưng em không nói được ra đúng không? đúng. Rồi coi đấy, em ấy thì em mới hiểu nhưng mà em ấy không biết nói bằng tiếng phổ thông các bác, tiếng phổ thông là em ấy không có từ thì là em không biết nói mấy. À, vừa rồi thì cháu được cũng đã gửi phần quà của bà Vương Nghi Thanh tới cho gia đình của nhà ba anh em rồi đấy, gọi cho là gia đình của nhà em Mìn, em Chùa và em Quỳnh đấy. Còn là về là em Chùa, về em Chùa thì hiện tại là cháu Lực được sự đồng hành của bà bé, là bà có đồng hành với cháu Lực là để đưa em Chùa đi học. Hiện tại thì hồ sơ thì cháu Lực đã nộp xong rồi, đến nộp xong rồi và đến thời điểm đi học thì người ta sẽ điện cho cháu Lực và cháu Lực sẽ đi xuống dưới để mà sắp xếp chỗ ăn chỗ ở cho em Chùa, để cho em ấy yên tâm là học hành hết cái ngôi trường cũng như là trung học cơ sở. Hôm nọ thì đáng lẽ là có hai trường của bác ạ. Thứ nhất là có một trường là trường cấp 3, người gọi là cấp 3 trung học cơ sở, và trường thứ hai là trường giáo dục thường xuyên đấy. Nhưng mà do là cháu Lực nộp hồ sơ muộn quá cho nên là trường đấy người ta không nhận nữa. Thì hiện tại cháu Lực đang cho em Chùa là vào cái ngôi trường thứ hai, thì có thể là thời gian tới nếu như là em Chùa là về cái trình độ học vấn của em ấy thì là em học được, để mà em được thì em mới thi vào ngôi trường đấy thì sẽ chuyển trường sau đấy. Còn về thời điểm hiện tại thì là em Chùa là tầm buổi chiều của bác nhé, tầm buổi chiều thì là sẽ được là em rể của cháu Lực, là em rể cháu Lực sẽ dạy kèm, tại vì là em rể cháu Lực là trước cũng có học bên ngành là giáo dục đấy, cho nên là em của cháu sẽ dạy kèm cho em Chùa một thời gian, để cho sau khi mà em đi xuống thi chọn lớp ấy thì em sẽ có kết quả tốt hơn. Ôi vợ vừa rồi thì vợ thì đi đâu rồi nhỉ? Vừa bảo là vừa cũng đi lấy, Hả? vừa đi lấy cỏ xong rồi. Vợ lại đi lấy cỏ à? Vâng. À thế là hai vợ chồng là ở nhà là chuyên gia đi lấy cỏ à? Vâng. Ồ, thấy có vẻ như là trâu thì đem đi chăn chăn trâu rồi thì sao lại vẫn vẫn thái cỏ nhiều đấy? Nhưng mà cũng cho lấy một con đi cũng có. À, thế chùa là hôm nay là có đi chăn trâu thuê nữa Vâng. à? À, chùa Chăn thì trâu thuê nó thì của mình cũng có 4 con thì để 2 con nha. à là nhà mình là cũng có trâu cho nên là để trâu ở nhà đúng không? Đúng. À chùa thì chùa về á. Vâng. Thế để đây anh em mình ra xem chùa. À, tắt điện đi. Nhà các em thì chỉ có cả gia đình là xài một cái bóng đèn này các bác này. Bóng đèn này thì hàng tháng chắc rơi đâu đó độ tầm là 20.000 cho đến là 25.000 gì đấy. Thấy là dây dựng điện này thì rất là đằng nhằng. Chùa về á, xem nào, Vâng. xem có phải chùa không? Phải xong. Phải. Vâng. Còn dây tâm bố là mò. Ồ, thế là thanh niên này đi chăn trâu về rồi nhỉ? Ồ, hôm nay thì có thêm là một con to này, thêm là một con nhỏ nữa. Chào chùa nhá. Đấy, một cậu bé mà năm nay có 15 tuổi thôi đấy, nhưng mà công việc chính của em là lúc nào cũng đi chăn trâu. Thứ nhất là chăn trâu là có thêm tiền để mà phụ giúp cho các anh với lại mẹ.
Và thứ hai thì cũng có chăn trâu luôn cả con của nhà mình nữa. Chùa thì là đi chăn trâu từ từ buổi sáng nay rồi à? À đến chiều tối như này thì em ấy là bây giờ là bắt đầu là em ấy chăn trâu không muộn đâu các bác, là về sớm hơn. Xong là em quay phim của cháu Lực sẽ đón em ấy là đi xuống dưới để mà học thêm. Chùa gửi một lời chào tới công các bà nào. Con xin chào công các bà. Thôi hôm nay chăn trâu thì đây thì đã đem theo những gì này đây ấy? Hả? Ơi, cơm ăn cơm đi. À cơm á? Trong này có chai gì đây? Cái quả dây chuột anh ạ. À quả dây chuột à? Thế quả em thử bỏ xem nào. Quả dưa chuột này thì là để như nào? Anh rửa tay đó. Thế cháu là cứ buộc như này là xong là tí là người ta về lấy à? Vâng. Ồ. Hai cháu này là cháu của nhà hàng xóm cũng như là nhà họ cho nên là đi chăn trâu về là buộc đây xong tí người ta về lấy. Thế là xem nào, xếp túi nào. Rồi có cả có một cái liềm này thì là lấy đi để làm gì? Lấy cỏ. Lấy cỏ luôn á? Vâng. Lấy cỏ luôn cho cháu à? Vâng. Thế còn là quả dưa này thì là lấy đi để ăn đấy chứ? Vâng. Là để ăn với cơm đấy à? Vâng. À. Tiện bây giờ là cho em ấy tắm rửa xong là cháu Đức sẽ cùng em là đi xuống luôn. Ôi rồi đằng sau này có vẻ là có nhiều nước quá nhỉ. Chùa à, Quỳnh nhỉ? Chùa đi tắm đi nhá. Vâng. Chùa đi rửa tay rửa mặt đi. Anh em mình ra đằng sau nhà một tí. Vâng. Ô. Ô đằng sau nhà này thì có vẻ như là mưa nhiều quá là nhà nước nó bị động ở đây nhỉ. Vâng. Đây là em phải tháo cái này để thấp xuống này thì nó mới đi được. Đêm hôm qua thì ở đây có mưa to không? Có, vừa mới đưa. Lúc nào tới mưa to quá ở đây. Lúc nào tối là mưa to à? Vâng. Tối hôm nào cũng mưa à? Vâng. À. Củi, cái củi này là trước là người ta lấy về cho đúng không? Một phần là người ta lấy cho đúng không? Đúng. Còn là một phần là gia đình là em tự lấy nhỉ? Và bao giờ mình chắc là cũng để khá là lâu rồi. Thế là cùng bây giờ là chuẩn bị cùng vợ đi lấy cỏ à? Chắc vợ đi tí mình đi mang cơm đi mang gạo đi à mang gạo đi sát à? Vâng đi sát để ăn ạ. À tức là lấy gạo là lấy ở trong trong này chứ? Vâng. Em chùa thì sau khi mà có gọi là đưa bạn gái về để mà lập cùng gia đình các bác thì là được bố mẹ là lấy cho một cái xe đấy, tuy nhiên là cái xe thì hình như là chưa có biển số này kia đâu. Đấy, vợ thì được 8 tháng rồi các bác nhá, là sắp sắp đẻ rồi. Đấy, sắp đẻ rồi, tuy nhiên là vẫn còn phải là đi ra ruộng, ra đồng này, đi lấy củi lấy cỏ nữa. Thế hầu như là ở trên vùng cao thì cũng đều là như vậy cả. Là lấy mỗi lần là lấy từ trên này đi à? Vâng ạ. Ồ. Ở trên này thì đã phơi chưa? Phơi chưa? Trên này á? Đó. Hỏi có lẽ là từ phơi thì chắc là em không biết cô bác. Chắc được lên xem nào. Em có nhiều thóc không? Ồ. Đây. Thế là bây giờ thì thóc thì còn đây là xem nào. 1 bao, 2 bao, 3 bao, 4 bao. 5 6 7 7 bao. À. Còn 7 bao thóc anh thôi à? Vâng. Thế 1 bao thóc này nếu mà sắt ra thì được tầm bao nhiêu cân? Chứ được 30 cân. 30 cân thôi à? Vâng. Thế 30 cân thì tính ra là đây cũng gần là hơn 2 tạ thôi, hơn 2 tạ thóc. Mà bây giờ thì mới hơn 2 tạ gạo. Bây giờ mới bắt đầu là cấy thôi. À đây cũng có thêm độ tầm chỗ này là được tầm chắc là tầm là 3 bao nhỉ? Vâng, chắc 3 bao. Rồi, 3 bao. Thế đây. Thế em vác đi đi, vác bao nào vác đi đi. Vâng. Ở trên này thì có vẻ như là cháu được nhìn thấy là có ngô này. Ôi. Nói là lên trên này thì các bác cũng nhìn thấy là hầu cũng hầu như là ngôi nhà phủ một màu đen hết cả. Ngoài ra phía bên này là còn chưa có làm mà
phần mái hiên ấy, là dùng cái này để mà che lại, là tránh mưa nó hát vào nhà. Sắt như này thì là mỗi lần sắt thì cho người ta bao nhiêu tiền? Cho 20.000. 20.000 à? Sắt, người ta sắt một bao là được 20.000, mày cho người ta 20.000 đúng không? Cái này là cái này là cái gì đây nhỉ? Cây gì đây? Cái đấy là xem nào. Này là cây gì đấy? À là này là cái đậu của bác ạ. Đậu bắp. Này là để làm giống. Đấy. Cẩn thận nhá. Vâng. Đấy, hết chích là cẩn thận nhá. Này, cầu thang thì các bác nhìn thấy là một cầu thang là rất là bé. Bao này thì rơi tầm bao nhiêu cân? Chắc là 40 cân về sau. 40 cân à? Vâng. Thế 40 cân lúc sát ra thì được tầm 30 cân thôi. 45, 40, tùy cân sau. Lúc mà sát thành gạo ấy là được tầm 30 cân. Chắc một lúc cũng có 30 cân, 28 cân, 25 cân. À thế có lúc là không được 30 cân đâu. Vâng. Nó cũng tùy theo nhờ. Đấy, có lẽ là bây giờ thì cũng đến giờ là cháu Lực đưa chùa là đi học rồi các bác. Thì cháu Lực cũng xin được là kết thúc cái video này thôi các bác ạ. Và một lần nữa thì xin cảm ơn tới bà Vương Kim Thanh. Và cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi trên kênh Bản Em. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Bây giờ thì ai cũng có việc bận ấy, cho nên là anh không có ghi hình thêm nữa. Thì chùa mình là gửi một lời, Quỳnh là gửi một lời cảm ơn tới các bác nhé. Gửi một lời chào tới các bác nhé. Rồi. Con xin chào. Tạm biệt. Tạm biệt các ông, các bà. Các cô, các chú. Các cô, các chú ạ. Các anh chị. Các anh chị. Đó. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Mm-hmm.